em thấy còn mạnh hơn năm ngoái. Không biết anh Việt nghĩ sao? Về mặt bản lĩnh đi, thì ít nhất là Arsenal chúng ta thấy rằng là trong ít nhất là trong mùa này nhá, trong trận đấu tốt anh ha, họ thể hiện được cái điều đó rất lớn rồi. Game for fun này theo anh Arsenal năm nay có được như năm ngoái không? Em thấy còn mạnh hơn năm ngoái, không biết anh Việt nghĩ sao? Thứ nhất nhé, là chúng ta sẽ thấy là về mặt bản lĩnh đi, hay là về mặt bản lĩnh đi, thì ít nhất là Arsenal chúng ta thấy rằng là trong ít nhất là trong mùa này nhé, trong trận đấu với Tottenham, họ thể hiện được cái điều đó rất lớn rồi. Vâng. Cái trận đấu với Tottenham cuối tuần trước là một trận đấu mà Arsenal gặp khá là nhiều những cái khó khăn. Một thế trận mà chúng ta thấy rằng là Tottenham nhiều thời điểm họ tạo ra một thế trận tốt hơn so với Arsenal đấy chứ. Thế nhưng mà Arsenal trong hoàn cảnh họ vắng cả Declan Rice, vắng cả Odegaard, thì họ vẫn biết cách thể hiện cái bản lĩnh của họ để thắng đối thủ bằng một trận đấu ngay trên sân Tottenham, bằng một cái vũ khí sở trường của họ là phòng ngự của đình một quyết định. Chúng ta đã thấy là trong cái trận Derby Bắc London gần nhất trên sân Tottenham ấy, thì Arsenal cũng tiêu diệt Tottenham bằng cái đình quyết định. Và trước trận đấu người ta cũng thống kê được là Arsenal là đội bóng số 1 ngoại hạng Anh về tình huống cố định. Họ đã ghi 24 bàn từ tình huống cố định ở ngoại hạng Anh mùa giải trước. Họ có một chuyên gia tình huống cố định. Mà trước khi Nicolas Jover, chúng ta nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Và trước khi mà Tottenham ngược lại thì họ cũng là một trong những đội bóng mà nhận nhiều bàn thua nhất từ tình huống cố định ở ngoại hạng Anh mùa trước, với 16 bàn thủng lưới từ tình huống cố định. Mà trận đấu với Arsenal với Tottenham lượt về mùa trước ấy, trên sân Tottenham ấy, thì Arsenal cũng đánh bại Tottenham bằng tình huống cố định. Thế thì ngày hôm qua, ngày cái vòng đấu trước ấy, thì Arsenal một lần nữa chúng ta thấy rằng là họ vắng đi cái chân truyền số 1 của họ là Odegaard, vắng đi người đá phạt góc số 1 của họ Declan Rice, đúng không? Người chuyên gia thực hiện quả tình huống đá phạt góc đó, nhưng mà họ vẫn thắng được đối thủ bằng một cái sở trường, vũ khí sở trường của họ. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là ít nhất là cái về mặt bản lĩnh, đúng không? Về mặt bản lĩnh là Arsenal đã thể hiện là họ đã có cái sự tiến bộ rõ rệt rồi. Hãy nhớ lại Arsenal của mùa 2022-2023, cái mùa giải mà từ sau World Cup họ mất đi Saliba ấy. Thì đấy là cái mùa giải mà coi như là sau khi mà hàng thủ Arsenal mất đi Saliba thì hàng thủ của Arsenal là chơi cái phần giai đoạn 2 của mùa đó rất tệ. Mà cái trận Arsenal thua Man City 1-4, cái trận thua quyết định khiến cho Arsenal hụt hơi trước Man City trong mùa đua vô địch mùa 2022-2023 ấy. Thì cái người đá trung vệ thay Saliba là Rob Holding. Thì đó là cái giai đoạn mà trận đấu mà Rob Holding là đá với Erling Haaland là coi như là cua gặp ếch luôn. Cứ đá bóng 2, Man City vất cái bóng 2 lên là Erling Haaland đè rúi rụi Holding, nhả cái bóng lại cho De Bruyne là Man City có bàn. Đó, nhưng mà nói lên cái mùa đó để thấy là Arsenal ở cái đoạn đó 2 năm trước ấy, họ hay bị tổn thương khi mất đi những cầu thủ quan trọng trong đội hình. Nhưng năm nay ấy, hay là những kẻ mùa trước và mùa này ấy, thì chúng ta thấy rằng Arsenal đã biết thắng những cái trận đấu quan trọng khi mà vắng đi những cầu thủ quan trọng trong đội hình. Thì đó là cái dấu hiệu cho thấy là cái bản lĩnh của Arsenal nó đã tiến bộ được hun đúc rồi. Đấy, thêm một điều nữa là thứ hai là cái sự đa dạng trong lối chơi. Chúng ta thấy rằng Arsenal họ đâu chỉ biết chơi kiểu kiểm soát bóng đâu. Thì có những trận họ chơi phòng ngự họ vẫn đạt được mục đích của họ. Thí dụ như trận đấu Arsenal với Man City mùa trước ấy, thì ăn mà không đều ấy. Đó là cái trận đấu mà Arsenal chơi phòng ngự 90% luôn. Phòng ngự triệt để. Phòng ngự triệt để và họ có được một điểm tại Etihad. Thế thì tuần trước đá với Tottenham thì Arsenal cũng chơi một cái thế trận mà họ không phải là thế trận họ quá thích. Mikel Arteta sau cái trận đấu với Tottenham tuần trước ấy, đã nói rằng là tôi muốn các cầu thủ chơi tấn công, nhưng mà Tottenham tạo ra một cái sức ép quá lớn, thế nên vô hình là Arsenal lại phải lùi xuống và đây không phải là thế trận mà chúng tôi mong muốn. Có những Arsenal mặc dù vắng đi Rice và Odegaard, Arteta vẫn muốn là đội bóng chơi áp đặt, nhưng mà vì Tottenham họ có một cái sức pressing rất là tốt, thế nên cùng Arsenal lại phải chơi cái thứ bóng đá phòng ngự, nó đi ngược với cái phong cách truyền thống của đội bóng này. Đó, nhưng mà kể cả ngay cả khi mà không chơi được với một cái thứ bóng đá mong muốn của họ thì họ vẫn có chiến thắng. Vâng. Lại ngay trên sân đối thủ kình địch của họ, thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là một cái sự tiến bộ về bản lĩnh. Vâng. Và anh rất hy vọng là cuối tuần này Arsenal đá với Man City, chúng ta thấy rằng Man City bây giờ mà Arsenal không phải Arsenal thì ai chặn được nữa. Chính xác, đúng không? Chúng ta rất hy vọng rằng là Arsenal sẽ có làm một cái điều gì đó chặn được Man City, không để bây giờ đá được 5 vòng mà ông Man City ông lại 15 điểm, mà Arsenal mà trận này mà thua
là bị đuối ấy. Là bây giờ xem nào, bây giờ đang là 10 điểm nhỉ? 10 điểm. 10 điểm đúng không? Đúng. Thua trận này là thôi 5 điểm đuối rồi mà. Lại đuối, lại mệt lắm. Vâng, nên tất cả hầu hết là mọi người trung lập ấy đều đang ủng hộ Arsenal. Đúng rồi, ủng hộ Arsenal và thôi. Tại sao mà cái làn sóng mà nói về cái 115 cáo buộc ở nước Anh ấy nó lớn như thế trong vài ngày qua ấy, là cái tạo ra một cái sức ép bên lề ấy. Đúng, đúng. Dành cho tâm lý của cầu thủ đấy. Phải như thế. Chứ còn nếu mà để cho cầu thủ Man City mà cứ băng băng thế này thì mệt lắm. Liverpool vòng trước vừa thua xong. Đúng không? Vòng trước vừa thua xong. Và bây giờ vòng này Arsenal lại thua tiếp Man City. Thì có nghĩa là bây giờ sau 5 vòng là gác ông Arsenal 5 điểm rồi thì khó đá lắm. Nói thật, những cái đội như Arsenal với Liverpool ý, mà đá với Man City, đua với Man City ý, thì giai đoạn đầu cứ phải gọi là gác điểm Man City ý, thì gọi là mới tự tin. Chứ còn giai đoạn đầu mà đá với Man City mà lại còn để bị gác điểm. Gác 5 điểm rồi thì khó đá lắm. Arteta trước cái giải này còn nói là mùa này chúng tôi phải toàn thắng 38 trận. Trả lời phỏng vấn lúc mà trước khi giải đấu diễn ra ấy, bảo là chúng tôi mùa này phải thắng 38 trận thì mới vô địch được. Thì có nghĩa là vô hình chung là Arsenal đã biết là họ không thể để Man City bỏ một quãng điểm dài trong giai đoạn đầu. Nhưng mà sau 5 vòng mà để bỏ 5 điểm thì nó khó rồi. Chí fan này, Arsenal với Man City đều trông không ổn. Ở trong trước trận đại chiến, Inter phản công hay hơn thì đã có hơn một điểm. Atalanta chỉ cách chiến thắng một cái nhoài người của David Raya. Thực ra là họ cũng gặp những cái đối thủ rất là khó. Nhiều anh em cứ bảo là bây giờ những đội bóng Premier League gặp những đội Serie A là dễ ăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế nhá. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là những đội bóng ở ngoại hạng Anh mà gặp những cái đối thủ gọi là khùm khoằm ở các giải đấu như Serie A hay là La Liga mà dễ ăn nhá. Các bạn đừng nghĩ rằng là hàng tuần chúng ta xem ngoại hạng Anh chúng ta thấy họ tấn công vào mầm ghi nhiều bàn rồi đá với tốc độ như thế là có thể dễ dàng xuyên thủng mảnh lưới của các đội bóng đang chơi ở các giải đấu khác nhá. Bởi vì cái sự khác biệt về mặt phong cách thi đấu, về cái tần suất thi đấu, cường độ thi đấu ở các giải đấu nó khác nhau, nó khiến cho chúng ta bị hiểu nhầm cái chuyện đó. Chứ còn chưa bao giờ các đội bóng Anh gặp dễ dàng trước những đội bóng Ý và Tây Ban Nha cả, đúng không anh Minh Việt? Chính xác rồi, chúng ta thấy rằng là gặp Italia đến Man City đá trận chung kết gần nhất ấy, vâng. Chung kết Champions League với Inter ấy, thì đó là cái trận đấu mà ông Thánh lua cu mà ông ấy không gỗ ấy, thì biết đâu là đã có một đều. Đó, trận đấu là Inter Milan chơi tốt mà. Man City mãi đến Rodri hiệp 2 thôi mà tình huống cố định thôi. Chứ còn nếu mà về tổng quan trận đó thì Inter Milan chơi tốt. Đó. Hay là nói về các đội bóng Tây Ban Nha, đặc biệt là các đội bóng Anh thì rất sợ gặp đội bóng Tây Ban Nha. Cực kỳ sợ. Sợ quá. Rất sợ gặp đội bóng Tây Ban Nha. Mà em thật với anh, năm ngoái đấy, Atalanta họ dạy cho Liverpool quá nhiều bài học về cái chuyện rằng là đừng có coi thường chúng tôi nữa, đúng không ạ? Mà chúng ta nhớ Anh mà gặp Tây Ban Nha chúng ta thấy là hai cái trận chung kết Champions League của MU ấy. 2009 thì thua tại Roma thì không nói, nhưng mà đến 2011 thua ngay tại Wembley. Mà thua trong cái trận đấu mà chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh mà Sir Alex trên băng ghế ấy, là tay là run ấy, không hiểu là hôm đấy là ông bị làm sao, nhưng mà cái hình ảnh đó chắc chắn nhiều người nhớ. Sir Alex là hôm đấy là và người ta quay được tay năm ngoái một Man City hay như thế mà vẫn thua Real Madrid hay. Nói chung là mấy đội Anh mà gặp mấy đội Tây Ban Nha ấy, còn sợ những đội bóng ngoài Ý. Đấy.